cái đứa nào không có xe hơi đi. Nhà này là chứ đi xe mà thuê bốn có nói vậy chứ còn nhiều tiền lắm. Chứ còn gì nữa, đặt tiền xe rồi chết, còn tiền của ông tài xế nữa. Chứ vậy không, cái xe... 3 ngày trời bác biết, Huế, Đà Nẵng, Lăng Cô, rồi trời 3 ngày trời là nó ăn nó uống thôi, đừng nói tới. Đúng rồi. Rồi một chiếc xe 16 chỗ ngồi là cứ chờ chạy. Nó tiếp nước rồi đâu là chờ chỗ đó, ăn uống là leo lên xe. Ồ, chào Hiệp Duy Mì nha. Lai. Chẳng có bác Hiệp ở đây, bác Phượng ở đây thì... Nhà chơi, nhà thoải mái lắm, không có gì, đừng có ngại gì hết. À, anh ở có thể chơi với mình khoảng 3 giờ anh về rồi. Đi về đi bác sĩ nữa. Ông này ông dính liền với bác sĩ, họ bác sĩ như tên của ông luôn á. Dính vô lưng rồi. Rửa. Tên nào phải đi bác sĩ rồi. Về đây tao nói tưởng là không về nổi chứ đâu quá, về đâu có nổi đâu. Anh đâu anh dở quá, anh thấy tôi không? Tôi có đau bệnh là tôi. Không, ông tới giờ không này. Phải. Không có miếng thuốc người nữa. Không có miếng thuốc nãy. Không có miếng thuốc nói gì hết. Ê, tôi nói cho anh nghe nè, anh dở quá, anh viết cái chữ đau với chữ bệnh anh bỏ xong cái đốt là thuốc anh nhăn cái uống vô là xong. Đúng rồi, trong uống tôi. Nè, tao uống thuốc không là đầy cái bụng luôn. Trong uống vậy ta. Thế là nói chung là thì anh về tôi quá mừng, nghĩ lại ở đây không có bầu bạn với ai được. Nó bầu bạn là cái người ngang tuổi với mình á. Ai đâu, đúng lớn tuổi mình là. Khuôn lứa người không phải người nào cũng có công việc làm riêng, họ không có dính liếng tới thành ra chỉ có ông là coi như là cũng mình về đây là coi như là vô gia cư vô nghề nghiệp. Đúng rồi, tôi đâu khác gì anh đâu, khỏi vậy. Hồi đó nhưng mà lý lịch của mình là để trong lý lịch nó là vô gia cư vô nghề nghiệp. Vô gia cư mà. Má cả bông má cả cuối. Thôi chào tất cả mọi người. Bữa nay thì rất là hữu duyên hay có duyên bậy bạ không, ta hẹn trước rồi duyên giếm giết gì hí ái với bẻ gì, có là ta đã hợp đồng với nhau trước rồi, về đây là gặp nhau hẹn giờ, hẹn thậm chí hẹn múi giờ luôn. Thế là như đó, Nam Phong con có rảnh lên đây, bữa nay có bác Phượng ghé nhà nè, chơi nè với bố nè, thì ai biết địa chỉ của bố thì Hảo Nam đâu rồi, thơ quan đâu rồi. Chào, thì đứa nào biết địa chỉ của bố thì tới thăm bác Phượng, đó là những người mà ưu tiên nữa, người mà biết địa chỉ thôi đó. Nói một cách mà công tâm anh đang đi chơi ngon lành ha, đang đi chơi ngon lành cái xong có tự nhiên đùng một cái bữa đó mình về cái thì cái vụ ở Đắk Lắk nó nổ ra, nó thấy chết người, tự nhiên cái người mình đi làm gì nó có cảm giác mình bị hụt hẫng, hụt đang hai cái thái cực nó mình thì đang lên thiên đàng, còn một cái thì xuống địa ngục, nó làm cho mình ở giữa mình cảm thấy là mình hụt hẫng. Đúng rồi. Tôi buồn quá, tôi mới nói với cô em nào đó thôi, rồi chắc lại về quá, không còn sức. Thứ nhất là không còn sức, thứ hai là buồn quá. Mình nói vậy thì nhiều khi người ta nói mình xạo sự, nhưng không phải, tại vì trong cái bụng mình nó vậy mà. Mình về đây rồi mình thấy đất nước mình đã phát triển, mà mình bây giờ thấy sẵn có anh đây với lại sẵn có những người thân bạn bè trên Facebook và đang theo dõi kênh, thì mình mới nói thật lòng như vậy nè. Suốt cái chiều dài, suốt những ngày đi du lịch kỳ rồi thì cùng với lại các con nuôi, các cái các em này kia thì mình mới thấy cái điều này. Đất nước mình nó đẹp cực kỳ lên, nó đẹp bởi vì cái lý do thế này là cái đất nước mình nó trải dài cái chiều dài biển á, chiều dài biển á nó gần như là hết nước luôn. Đúng rồi. Vì cái chỗ đó thành ra mình chủ yếu là mình đi biển, mà cái bể biển nào nó cũng đẹp, cũng đẹp. Và tôi chấm nhất là một cái biển mà cái mấy cô em mà khen tức khen tở là bởi vì bà là bạn gái mà vô chỗ nào mà đen đen đục đục bà không có chịu, bà nói chỉ có cái Lăng Cô, bãi biển Lăng Cô đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời chỉ gì là nó giống như cục nước lọc mà mình nấu lên mình để mình chế ra chai, nó trong vắt vậy mà dừng nó dòm thấy đáy luôn, trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn. Về những cái thức ăn đồ biển các cái thì khỏi chê rồi, nói chung là Việt Nam khỏi chê rồi. Mình nói sơ qua về những cái cảnh mà coi như là cảnh mà du lịch Việt Nam mình thì hầu như cái cảnh nào nó cũng cực kỳ là đẹp, nhất là tôi lên ở cái chỗ thiền gì thiền viện Trúc Lâm của Huế, nó nằm trong dãy núi Bạch Mã,
trời ơi, leo trên đó hả, leo trên đó là leo quá trời leo, leo lên đó là mặt mày trợn trắng rồi thở không ra hơi. Có thấy có nghĩa là lúc đó là mình xuống, tính xuống rồi mình không phải xuống là xuống rồi, nhất quyết xuống rồi. Tự nhiên có một cái cô kia, cô này là 70 rồi, bà xin bệnh tôi 70 rồi, tôi leo lên còn được, tôi mới xuống nè, xuống nè. À, thấy là tự gái đàn ông nó nổi dậy. Trời ơi, trời, đúng rồi, khi dễ ta hả, đủ ta làm cho biết mặt, lên lên, đồ mà leo lên tới nơi, đủ, muốn xịu, ngất, đủ. Có ai hiểu không, có nghĩa là, nó có, mình chịu không nổi, nhưng mà thực tế là rất là vui, bởi mình leo lên được, tự nhiên mình cảm thấy mình chinh phục được á, mình cảm thấy khoái. Ngồi nghỉ mệt chút xíu, tắt lai rồi, mà xong hồi nghỉ mà khoảng nửa tiếng, 30 phút sau bắt đầu mình có hơi rồi đó, bắt đầu lai tiếp. Đó là mình vào trong cái cung chánh điện nè, mình vào tham quan tất cả những cái chỗ nè, rồi trong đó có một cái tủ sách rất là hay là, con tôi cũng đi nhắc lại rồi, cái thiền viện Đức Lâm á, đó là nơi tu học, chứ không phải là cái chùa, nó theo tôi nghĩ là thiền viện mà, nó không phải là cái chùa, mà nhưng mà nó là nơi tu học. Tu học các cư sĩ, các thầy, hoặc là có các ông sư, các cái tu học đại khái vậy, thì nói chung là Đạo Phật là như vậy. À, thì bên Thiên Chúa thì cũng là tu viện, thế thôi vậy, cũng vậy thôi, nhưng mà nó đẹp cực kì. Cái dãy mà cái dãy núi Bạch Mã với lại cái hòn có cái sông, cái gì, cái sông trội, sông trồi, sông trối, trời ơi, nó cực kỳ đẹp. Sông trồi, trời ơi, đẹp, cực kỳ đẹp. Thì cái chuyện mà đồng bào dân tộc ở trên 30 ruột ở vùng Cao Nguyên đó là có vấn đề đó, đặc biệt là những mấy ông người Phun Rô này là có vấn đề là từ hồi nào tới giờ rồi. Tới trước năm 75 thì là chống chính quyền trong Nam ra nên là họ làm. Mà bây giờ thôi, giờ có chuyện cũ quá, lâu quá rồi mình không nói, mình nói có chuyện bây giờ nè. Cái chuyện này, cái chuyện mà xảy ra ở 30 ruột là nó khởi đầu ở bên cái trung tâm của nó là nó ở bên South Carolina. Mà cái thằng cha dẫn đầu của cái đám này nè, người cũng như là bảo trợ cái đám này đó, là cái ông mục sư Nguyễn Công Chính. Lâu lâu cái ông mà to mập mập bụng to mà nói chuyện là cái giọng trầm trọng, cái thằng cha đó, cái ông nội đó là cái ông nội mà dẫn đầu cái đám này, là khuấy mỗi, tôi không bao giờ tôi nghe, nhưng mà tôi nghe, tôi nhìn cái mặt, tôi đọc cái tựa đề là tôi biết thằng cha nói, tôi nghe một lần là tôi hiểu, tôi không có nghe nhiều, tôi chỉ nghe một lần là tôi biết. Thì để mấy ngàn tội nghiệp người ta. Mà đặc biệt kỳ này là thấy như cái chuyện mà xảy ra ở bên ở 30 ruột đó, thấy ở bên Mỹ đó, anh em này thấy lâu lâu đã giả mạng xã hội ra, thấy rất nhiều YouTuber có vẻ là thấy là hỉ hả, mà tôi không hiểu tại sao người ta hỉ hả. Cái chuyện mà tai nạn xảy ra, đụng xe đụng cổ, cháy nhà cháy cửa, thì cái chuyện đó người cũng chết thì không nói gì. Mà cái chuyện này là không phải có chuyện tai nạn, cái chuyện này chuyện có chủ ý, nó có chuyện tấn công. Mà tôi nói nghe là khi mà ông tấn công vô một cái cơ quan của chính quyền là cái điều đó là coi như là phản loạn. Phản loạn. Mà bắn như vậy là không có được. Chẳng thà ông lấy xe, ông đụng xe, đụng cổ, lật xe là cổ cháy nhà, cháy cửa, chết bao nhiêu đó. Mình không có tính tại cái đó tai nạn này. Cái này là chủ đích tấn công. Thì mà đến khi mà câu chuyện nó xảy ra đó là tôi thấy là tại vì cái trường đại học cái nhà của bà chị tôi là ở ngay bên cạnh cái trường đại học Tây Nguyên, mà mình mỗi lần vô đó ở nhà mình khi mà mình đến 30 tuổi đó là mình nhìn qua bên kia là cái trường đại học Tây Nguyên, mà mình thử ra là rồi mình vô tình mình nhìn thấy là biết bao nhiêu người đến đó. Tôi nói cho nghe điều này, tất cả các tổ chức đề ra hoặc là ở hội thánh này đều dính tới tôn giáo. Yeah. Anh hiểu tôi nói không? Nhưng mà cái điều đó tôi không muốn nói ra, nhưng mà cái điều tất cả mọi người đều phải hiểu điều đó là những cái tổ chức và phản động ở nước ngoài là điều và để dính líu vào tôn giáo. Nói một cách khác như vậy là thì các tổ chức nước ngoài thì đúng rồi, tự do tôn giáo thì nó ở đó đó. Nói vậy, nhưng mà thực chất là giết nước mình, bởi vì họ kiếm một cái cớ. Đúng rồi. Họ kiếm một cái cớ để mà họ khuấy động nước mình. Thì từ hồi xưa tới giờ chưa kiếm được cớ nào. Cái này họ coi đó là một cái tiếng nổ, một tiếng vang để họ quy chụp là Việt Nam mình mà đàn áp tôn giáo. Nhưng ở đây khác, đây là họ tấn công trước và họ đến giết người. Không đây được. Là một cái cơ sở mà vững chắc để mà mình diệt tận cỏ luôn, nó thẳng là diệt cỏ, diệt tận gốc luôn. Nó mới nói là cái
nó làm cái sinh nước trên chiếc này, nó nói là Tây Nguyên đã nổi dậy, tưởng nó cùng cùng là à, thì ở đây phụ nữ còn nói bỏ coi người mày ngon mày về đây đi, về đây tao không thèm ra tay, tao cho phụ nữ ra tay thôi. Hai nội vậy mày cứ vác cái mặt mày về đây, về đây cứ ngon thì cứ về đây là được, không cần mày nói nhiều. Khi mình biết này, mà bị có một cái lực lượng là có một cái số, còn một số người tôi không biết bao lớn, không bao nhiêu, thấy mà loạn lạc như vậy chắc là rất là thích thú. Thích thú không phải, mình không chịu, không thích. Nói đâu xa, bên Đức nói ở Cali này là người ta, anh em lâu lâu mà tôi không có nghe, nhưng mà tôi có mở tin, mở xã hội ra, tôi thấy cái này là cái này cái kia là rất là thích thú, có vẻ đồng bào rất là hoan hỉ. Tôi mình không hiểu, không hiểu tại sao là người ta lại thích thú cái chuyện đó. Chứ còn 30 tuần anh chỗ đó men dân của nó họ rất là đàng hoàng ấy, họ mình ở đó mà ruột thịt mình ở đó, mình biết là họ rất là đàng hoàng. Nói cho mọi người hiểu cái điều này, họ nói một cách là họ ăn mày dĩ vãng, kể cả cái kinh nghiệm, hiểu không? Thì tôi hai anh già này đã sống 2-3 giai đoạn rồi. Thì tôi nói ngay, tôi nói thọ rõ ràng, anh vừa đồng ý rồi không? À, cái Hòn Ngọc Viễn Đông bây giờ đó, nó gấp hàng triệu lần cái Hòn Ngọc Viễn Đông bây giờ. Anh thấy tôi nói đúng không? À, không, ngày xưa không là cái gì của bây giờ cả, không là cái gì của bây giờ. Bây giờ mới là chính Hòn Ngọc Viễn Đông thực sự, và tất cả mọi nơi trên thế giới đều đua búa xua vào trong Việt Nam để họ đi du lịch. Trong đó tôi nhắc đi nhắc lại hoài, một cái nước láng giềng bự khổng lồ, nó cũng nhiều cảnh đẹp lắm. Trung Quốc cũng rất nhiều đẹp, nhưng không, nó vẫn đi qua Việt Nam đó đi du lịch. Thì các nước châu Âu cũng vậy, Hà Lan cũng vậy, Úc cũng có, Canada cũng có. Ngày qua tôi gặp Mỹ, à, Mỹ đen, Mỹ không phải đen, Mỹ da màu, Mỹ đen mà nó bự lắm, tập lịch sử có hình chụp lên cho coi. Có nghĩa là ở đây tất cả các khách trên thế giới đều bỏ về Việt Nam để mình đi du lịch. Đất nước một cách đất nước mình hiện giờ đang tươi đẹp, đẹp đến mức độ vào như là anh biết cái lễ hội hoa đăng của Huế, của Huế à? Của người ta, của Hội An chứ, Hội An. Trời ơi, Tây không, Tây hẹt đường luôn. Có họ thích người Trung thì đó, tại vì ở đó nó, khung cảnh nó cũ mà nó có cái văn hóa của ta, có văn hóa đặc biệt, thả lồng đèn dưới nước là, rồi xong rồi nhẹ nhàng. Nói chung là có những họ cái nhìn thấy rất là bùa đêm. Ừ. Rồi đêm tôi không biết, tôi đi sâu đáng lẽ tôi về rồi thì có một người gọi tôi, bác ơi đi thêm chút xíu nữa mới đẹp, đi thực tế đi thêm chút xíu nữa đổ bồi hộ hộ chán luôn, nhưng mà cũng phải ráng đi để quay phim cho mọi người coi. Thì cái điều đó như vậy, nói như vậy để mọi hiểu rằng, nhắc đi nhắc lại hoài, một đất nước mình đó mà giống cùi hủi, giống như là Ukraine thì chắc chắn là không ai đi du lịch bảo đảm mày. Đây tôi nói thực tế đúng vậy không, đất nước Ukraine bây giờ kiếm một người du lịch ta coi nó chạy đi còn không hết, sao bây giờ chạy ra còn không, chạy ra nó chạy còn không hết. Bây giờ nó chạy những một số, đấy là một số ít thôi, nhưng mà nó vẫn có cái tư tưởng rất là lực kỳ cục bên ngoài mà mình không thể nào mà nói được. Cũng giống như ta nói thật, thú thiệt, như tôi với anh Phượng mình đang đi chơi ngon lành, ăn bún mà phủ phê là nhảy múa ông trùm ta là leo mệt thì mệt thiệt, nhưng mà mình cảm thấy là đẹp cực kỳ luôn. Đùng một phát mà nghe cái tự nhiên mình chơi á, cái cảm xúc mình, cái sự hứng phấn mình nó tuột mẹ nó mất tiêu. Tại làm sao mình ngồi mình đi chơi như vậy mà trong khi đó tất cả mọi người đi làm lễ này kia để mà thứ nhất là đi bắt đàn dư của nó lại, xong mà chiến sĩ công an mình thì mất mấy người mạng, mất mấy người, đó là một hành động thô bạo mà thực sự là mình lên án. Thì... mình lên án rất cực lực, và nếu ước sức của tao á, nếu mà tao làm mà có một cái quyền hạn gì đó đối với nước này là tao đem cho hết, đụng bắt được cái nào lên giữa còn bóp cò thôi, ngoài ra là không có cái phân giải con mẹ kể cả cái đám kia luôn. Tao phản loạn anh, chỉ cái chuyện mà tấn công một cái con nhà nước chính quyền như vậy là phản loạn đó chứ không phải không ạ. Cái chuyện này là rất là to chứ không phải không ạ, to lắm chứ không phải không ạ. Mà nó vô trong tù rồi nó kêu cứu, cái đồng bọn nó tới cứu, cái mặt cái to lắm ạ, lú ra không, chuyện rất là to ạ, to lắm ạ. Nó chỉ nó chỉ cứ nói cái họng của tôi chứ còn nó thằng nào mà nói là đâu ở trong Việt Nam nó là mãi đâu nó lên TV, lên mạng xã hội nó nói, chứ đâu có thằng cha nào ở Việt Nam nó nói gì kìa anh. Ok,
xin lỗi biên giới thôi chứ còn đâu. Ngoài ra mà những cái thành phần nó làm cái gì được, em tới đây thành phần nó làm cái gì được cái đất nước của mình, là đất nước chính quyền của mình. Để một người đàn bà phụ nữ á mà đã để mà lên tiếng thì chắc được, em nói vậy thôi cho người ta. Cho nên là bác Hồ nói rồi, em giặt ngoại xâm mình mà không sợ giặt gì hết, sợ nhất là giặt dốt. Cô lại đây đi, giặt dốt đó mà nó phá hoại bởi giờ cái thằng em nó biết có cô em ở trong nhà có bức xúc, nó cứ đánh vào tâm lý những người dốt. Nhưng mà những người dốt là làm gì nên việc lớn. Bây giờ vô trong tù ngồi đi kêu mấy cái thằng là ta cúc làm ơn đi. Trời ơi, đàn bà con gái mà họ cũng tức giận ghê. Bây giờ em hỏi anh là người đi. Nhưng mà em nói gì không được, em mới ngồi đây. Anh đi khắp cái đất nước này, tức cùng ngọ hẹn, ngay cả những cái làng mà bán vé số, vẫn chờ anh tới để anh chứng kiến cái đời sống của người dân Việt Nam. Em để em nói đi, em nói lại. Hiểu. Họ giàu mà đến rồi bây giờ, em cứ quay về là những người bán vé số họ giàu mà, cứ tưởng tượng luôn đó. Vậy thì đừng nói mà không cho người ta thấy mặt. Có cô phụ nữ là cổ bức xúc mà cổ la ông sùm cổ chửi, mày không chửi ai, chửi mình tao nghe không. Nhắc lại lần nữa nha, chết mẹ gì vậy. Hôm nay thì sẵn anh Phượng về nước xuống nhà chơi, hai ông già chơi thì sẵn dịp đó mình làm cái live này để mà mình thứ nhất là mừng ảnh về nước, thứ hai nữa là hai anh em hợp tác để mà mình nói chuyện về cái sự việc vừa xảy ra trong đất nước. Mình rất buồn, nhưng mà buồn để mà buồn vậy thôi chứ đâu có biết làm gì. Nhưng mà mình phải nói một câu trên cái công bằng là mình thực sự là mình lên án những cái chuyện là như vậy. Và mình chỉ cầu mong nhà nước thẳng tay trừng trị, nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Cái đợt này là coi như là mình đã đầy đủ lý do, đủ yếu tố để cấu thành tội phạm gọi là phản quốc. Không. Bây giờ mình không có bắn nó nữa. Thiệt, mình chỉ cắt thôi. Cắt thôi. Mình không hiểu sao mà. Chính trị đó, phải đơn giản đâu. Chính trị, con mẹ gì chính trị. Phản loạn chứ. Tù của nó là tù chính trị đó. Không phải được, không chính trị được. Phản loạn là đúng. Không mà khi tất cả mọi cái chuyện gì nó xảy ra đó. Có một câu này, có một người nói chuyện với anh với tôi mà tôi thấy rất là hay. Bây giờ tôi hỏi lại tất cả mọi người trên cái trần. Năm 1954 thì phải. Nạn đói ớt dậu xảy ra. 45. 45 à 45 45. Thế thì Liên Hiệp Quốc nằm ở đâu? Chưa có. Năm 1975, đất nước Việt Nam được Mỹ và bởi giày xéo bởi ngoại bang, Liên Hiệp Quốc nằm ở đâu? Nằm tay Mỹ. Rồi nó nằm ở New York mãi đâu rồi. Rồi xong. Năm 1976, 77 gì đó thì phía Campuchia đã nổi loạn về Pol Pot đánh Liên Hiệp Quốc nằm ở đâu? Đúng rồi. Năm 1979 Trung Quốc xâm lăng Việt Nam mình, Trung Quốc ở xâm lăng gì đâu? Liên Hiệp Quốc nằm ở đâu? Ô mẹ, tại sao bây giờ tao phải đi nghe lời tụi bay? Đúng rồi. Á đù bất kỳ vậy. Đáng lẽ phải quýnh vỡ mặt tụi mày ra chứ đúng ra đúng không? Tao bay bỏ tao hết chân, tụi bay mà te tua chết sống mặt bay rồi xong rồi cái đù cái tao phải đi đứng dậy bằng hai bằng chân. Cái okay là tái xây dựng đất nước. Khi đất nước tươi đẹp đàng hoàng xong, tụi bay bắt buộc tụi bay phải kiếm chuyện tụi bay phá ra. Không phá được tụi bay kiếm chuyện tụi bay chọc bị méo. Hở hết nhân quyền rồi tới tôn giáo, tôn giáo rồi đủ thứ chuyện trên đời là bị bù đưa. Cái lý lẽ đâu ra vậy? Làm gì có cái chuyện đó được. Tụi bay phải tụi bay phải nói tao là chọn phe. Tao không có chọn con mẹ, tao chọn lẽ phải, tao cái nào đúng cái tao chọn. Mà tao có không chọn ra mặt nữa. Mà để bụng nói thẳng là vậy. Tự nhiên bắt buộc tay cái chuyện đó. Tôi hỏi ba lần một lần nữa, mấy cái việc mà tôi kể đó, Liên Hiệp Quốc nào ở đâu? Tại sao bây giờ
nói ta là phải đi, cần phải nói lên tiếng nói, lên là lên cái má mẹ thôi à. Đức tao kìa, từ ngày xưa tới giờ chiến tranh loạn lạc bỏ chết đói triền miên, phe tua lính các cái rồi tàn nát cả nước rồi, Liên Quốc nằm ở đâu? Tụi bây sao không đi đưa, tụi bây không đếm xỉa, mà tới bây giờ được chút chút rồi, xong xây dựng được nước tươi đẹp, và vô tụi mình sâu xé chia phần, nói đùa làm gì có cái chuyện đó được. Kỳ lạ, không hiểu nổi được. Thành ra ủa thì cũng có một số phần, có một số thành phần bên đó đang ngồi hò reo, đang vui mừng đấy. Chứ đâu làm nô lệ rồi hả, làm Việt Nam trục xuất bay qua bên đó, tụi bay cao bóng, tụi bay làm được cái tích sự gì? Cha cha ông bay đó. Nói nó thôi, sao vừa mặt tôi. Cha ông có bị nô lệ, bị Việt Nam trục xuất, anh phải dùng cái từ đó. Thì nhưng mà giờ mình thì bao giờ mình cũng không có niềm tin là chứ rồi giờ nào rồi mình cũng giải quyết, thì người Việt Nam với nhau thì họ sẽ giải quyết, đúng rồi, mình sẽ giải quyết cái này cái kia, chỉ có cái là cái thương đấy là thương mấy anh diễn sĩ đó bị mất gì đó, mà ngày đêm giữ gìn cho mình được bình yên này, mà họ bây giờ không có giặc ngoại xâm rồi, mà người Việt bắn người Việt là mình đau lòng cái đó thôi. Đúng rồi, chẳng thà nó là tai nạn. Mình muốn nói đau lòng thôi, không đau lòng cái gia đình cho vợ con họ phải trả một cái giá mà nó là suốt cuộc đời cho những đứa bé nó lớn lên, nó cha ông nó phải trả giá rồi đến đời nó cũng còn phải trả giá để bình yên cho mình đây này, mình phải là người biết ơn. Không không bằng có cái là rõ ràng đó là cái người dân ở ngoài đó là họ cũng hết lòng hết dạ, họ đi vây bắt mình, có coi được công phụ, có phụ bắt mấy nó đấy, nó đánh vào những cái tâm lý, những cái biên giới, nó nằm ở biên giới là đâu trên đó ông tung gì đó thì em chưa biết cái đó, rồi những cái người dân tộc xuống đó nó đã một hai lần rồi thôi, em còn nhỏ em cũng biết, em cũng nghe, nhưng nó giỏi nó về biên giới kia bắt đi. Trung Quốc mà không nhìn được một tấc đất. Đúng rồi. Còn cái tuổi mà bị trục xuất mình làm được cái gì? Về là thông đồng với biên giới phía Bắc á, dân tộc Mèo, dân tộc Mông ngoài đó. Để nó xiết cổ mà chết ngay lập tức ở đó mà mình đơn giản. Trung Quốc là họ ở một bên, Trung Quốc với họ chỉ có bước qua hai bước đi bộ thôi, mà một tấc đất không rời. Anh nhớ cái năm 79 không? Phá đất người này chết người kia, lên người nọ chết người kia, đó là người dân tộc hết đó. Đúng rồi. Họ giữ mấy tỉnh phía Bắc đó. Đúng rồi. Có liên bắt nào không? Trung Quốc có làm gì được không? Tụi mấy cái đồ, cái tụi lưu vong mà làm được cái gì? Trời ơi. Đúng rồi. Chẳng qua là làm những cái người dân tộc họ thiếu hiểu biết thôi. Nhưng mà mình cũng không có đùa cả, nắm nghe dân tộc mà ngày xưa ở trên Cao Bằng mở cái chỗ mở hội đó. Đúng rồi. Có những anh mà kinh đồng thôi mà là làm giao nên là rơ tư bộ đội và là bắn chết giặc Pháp rồi hy sinh chứ không bao giờ là coi như là khai đó dân tộc trên đó. Đúng rồi, thì cũng có người này kia, chỉ có mấy cái ông mà phun rô phun riết ở trên đó là không biết ông là bề bộ đấy. Đúng rồi, là mấy cái ông đó là từ hồi nào giờ là có chuyện chỉ có mấy ông cha ông là làm nô lệ rồi bây giờ cũng dạy cho con cái làm nô lệ cái thứ. Đúng rồi, không được. Suốt cuộc đời của tụi bay làm nô lệ à, không cắt đầu lên nổi à, rất là tiếc cho tụi bay biết nói tiếng Việt Nam rồi ngồi ở trên truyền thông nói tiếng Việt, giỏi tụi bay nói tiếng Mỹ đi. Không để cho cái những cái thứ mà cậu neo đó nó đọc. Thì bà lên bà nói, bà nói nghe, bà không có ra mặt chứ bà không nói. Đúng, cũng được rồi, con nó có chuyện rồi đó. Ok. Tức mà chữ quá kìa. Tức mà được rồi đó. Trời ơi. Ok, tạm biệt nha. Ok.